Chết rồi, không mưa xa ắt sẽ phải buồn gần. Mây đen kéo đến, cơn mưa đang bắt đầu lao đến khu vực mình rồi các bạn ạ. Mình chào tất cả các bạn nhé. Ôi ôi, chết rồi, mưa rồi. Từ cái hôm mà làm chuồng cho con chim sáo này là mình vẫn cứ đang đắng. Chưa kịp làm cho nó cái buộc để mà níu cái lồng chim này vào trong chiếc chậu. Hôm nay đầy cơn mưa nó về đen xì này. Mình đọc sợ là chốc gió to là lật mất chiếc chuồng của mình. Bây giờ là mình phải che chắn rồi là ghim lại cái thành chuồng này với lại cái chậu này. Không thì chốc gió nó hất mất của mình thì chết. Có ai vào nhà mình nhỉ? Mình vừa buộc xong cái chuồng chim thì trời cũng đã bắt đầu mưa. Thế nhưng mà có vẻ may là cũng không có gió to các bạn ạ. Dạ vâng, em chào anh chị nhá. Chú chào các cháu. Con chào bác. Con chào chú chưa? Con chào chú đi. Ấy, giơ tay chào. Anh chị với các cháu ở đâu lên nhà em đây ạ? Em ở trên Hà Nội. Nhà mình ở ngoài Hà Nội ạ. Dạ vâng vâng. Gia đình anh chị đến đúng lúc trời mưa, đâm ra là các cháu lại không đi đâu được. Các cháu chỉ thích xem đà điểu thôi. Con đọc thích xem đà điểu thôi á. Con có biết đà điểu của chú Quế là lúc mua là nó bao cân không? Con ở đây nhé, sau tẹo lên tạnh mưa chú đưa con đi chơi nhé. Ngại quá, anh chị và các cháu cùng với gia đình lên nhà mình chơi lại cho mình một cái bao cám gà này. Thực sự là rất là ngại. Hôm nay gia đình anh chị đến nhà mình chơi lại gặp đúng cái hôm mà trời mưa, cho nên là làm cho các cháu là không đi thăm được cái gì cả. Ở cái thời gian gần đây ấy, thì cũng có khá nhiều bạn và các anh chị hỏi thăm địa chỉ nhà mình ấy. Thế nhưng mà mình cũng không dám công khai. Bởi vì mình nghĩ như thế này này, các anh, các chị, các cháu ấy, có những gia đình mà ở từ những nơi rất là xa xôi, tranh thủ được một ngày nghỉ thì sắp xếp lên nhà mình. Và trong khi đó thì nhà mình cũng chẳng có cái gì ngoài những con chim, những con chuột, động vật mình quay ấy. Thì mình đã ghi hình hết ở trong video rồi. Mọi người về chỉ cần nhìn qua một lượt cái nào nó đã hết. Cũng như ở bên AV này cũng vậy ấy. Thì mọi người chỉ cần nhìn qua một lượt cái nào hết rồi. Cho nên là nó cũng không có cái gì quá nhiều để cho mọi người giải trí. Lâm ra là mình rất ngại cái điều đó. Các gia đình anh chị là được nghỉ một ngày, đáng số là nếu đi chơi ở những chỗ khác thì nó sẽ vui hơn, nó sẽ nhiều cảnh đẹp hơn. Thế nhưng mà thành ra đến nhà mình từ những nơi xa xôi ấy, thì anh chị và các cháu lại mất một ngày nghỉ để đi chơi rồi. Thế thành ra mình cứ ngại. Cho nên là rất nhiều các anh chị và mọi người có hỏi thăm địa chỉ của nhà mình thì mình cũng xin phép là mình được giấu. Còn gia đình anh chị hôm nay đến nhà mình thì cũng cũng là anh chị cũng và các cháu quý mến mình ấy. Chắc là cũng tìm hiểu mãi thì mới tìm được ra đến nhà mình đấy. Tức là vừa đi vừa hỏi đấy các bạn ạ. Thì mong các bạn và mọi người thông cảm nhé, là đó là cái lý do mà mình cũng ngại không dám công khai địa chỉ của nhà mình ở trên mạng xã hội, bởi vì là mình đọc sợ mất ngày mất buổi của mọi người ấy. Nếu mọi người đến nhà mình mà vui thì mình cũng vui theo, còn mọi người đến nhà mình mà chẳng có cái gì mà mọi người chán thì thực sự mình còn chán hơn nhiều ấy. Thế cho nên là thực sự là ngại quá. Đấy, trời đã tạnh mưa rồi này, bắt đầu có tí nắng rồi này. Ấy, gà Qué các bạn nhìn này. Thảo nào mấy hôm nay không thấy trứng, ít trứng, độc con đẻ, hóa ra là hai con vẫn đẻ nhưng mà nó đẻ ở trên đỉnh này. Giỏi nhé. Sáu, lại bắt đầu ra trong chó mào đấy. Giỏi nhé. Mày cứ đỡ ở đấy thì con nào nó chả sợ. Ui, nhiều trứng phết. Đẻ đẻ trên đỉnh lóc này. Thế rồi sao? 2 này, 4, 6 quả.
Sang ngày hôm sau lại một tổ trứng nữa nó đẻ ở trên này các bạn này. Đây, cái đoạn vừa đấy là các bạn xem là cái của hôm trước và hôm nay đây này. Đấy, ui ôi. Hôm nay là không phải là 4 quả đâu, hôm nay là đi 4 này, 5 này. Đấy, 5 quả rồi này. 6, 7, 8 này. Hết chưa? Hết rồi. 8 quả trứng gà các bạn này. Đây, đây để mình cho các bạn xem. Đúng là gà công nghiệp thật, nó đẻ ác chiến luôn. Người ta nuôi gà này để người ta lấy trứng thì là quá hợp lý luôn. Đây, cho các bạn xem từ này trứng này. Từ những con gà mà mình nhặt ở ngoài vệ đường rồi mua thêm một con, nó bây giờ được từ này trứng này. Trứng gà thì nhà mình cũng ăn ít lắm, gần như là không ăn đến mấy. Cho nên là nó vẫn còn nhiều như thế này. Bên này là trứng của con gà, gà gì, gà Thái này. Trứng gà nhà mình này, trứng ngỗng này, cho nên là nó nhiều lắm, ít khi mình ăn, nhiều khi là nó cứ toàn cho người nhà mới lại mang ra chợ bán ấy. Đấy. Rồi bây giờ là cái lúc mà mình sẽ thả con bì bịp ra các bạn ạ. Đấy, sau cơn mưa thì trời lại nắng. Mình vừa thả nó ra, nó đã chạy rúc ở trong cái bụi này rồi này. Hôm nay mình thả con bì bịp đi ý, không phải là mình đuổi nó đi đâu. Tức là mình muốn thả nó ra ngoài đồng này này, để cho nó tự kiếm ăn, rồi nó quen với lại cái không gian của nhà mình, rồi nó quen với cái môi trường tự nhiên. Nó sẽ kiếm dần cái bản năng mà sinh tồn ở ngoài tự nhiên. Thì sau này nếu mà cái lông cánh của nó mượt hơn ấy, nó không muốn ở với mình nữa, thì nó có thể đi bất kỳ lúc nào. Còn nếu như mà nó không đi mà nó quanh về thì mình vẫn cho nó ăn bình thường các bạn ạ. Đấy, đó là cái mục đích mà mình cũng nhận nuôi nó từ lúc mà nó chưa mọc lông ống cơ. Mình muốn nuôi cho nó lớn lớn rồi sau đó là mình cũng thả dần về tự nhiên. Thì đây, đây con bì bịp mình thả đây này. Từ giờ đi mình sẽ không rốt nó nữa các bạn nhé. Trừ khi nếu mà tối mà nó có mò về nhà mình ấy, thì mình sẽ gọi là cho nó vào một cái chỗ ngủ mà nó ấm áp hoặc là nó không bị mưa thôi. Còn nếu mà tối nó không về thì nó ngủ ở đâu thì đó là cái việc của nó. Nhưng mà mình vẫn cứ để ý nó. Nhưng mà chắc chắn là nó sửa đi ngay đâu, nó sửa đi ngay đâu, bởi vì là mình vẫn nuôi nó từ nhỏ mà. Đấy, mình cũng thả rông nó rồi, mình biết nó có đi ngay đâu, nếu nó đi thì nó đã đi từ lâu rồi đấy. Đấy, bây giờ thì tiếp tục thả đến con chim nữa này. Ôi giời ơi, nhạt quá, nhạt quá. À, cái con chim tiếp theo mà mình muốn thả nó về tự nhiên ấy thì đó chính là hai con chim chào mào này. Hai bé chào mào này là ở trong cái đàn mà nhà mình chim nhà mình sinh sản ra ấy. Nó sinh sản ra ba con thì cái hôm mà mình bắt ra nuôi ấy thì sổng mất một con, bẫy lại không được và nó đã đi luôn rồi, còn có hai con này nữa thôi. Đồ này mình bận, mình không có thời gian chăm sóc, đâm ra là cũng không thuần được nó để cho nó hiền lành. Thì thôi mình cũng quyết định là muốn thả nó về với tự nhiên các bạn ạ. Đấy, mình nuôi chim này mình không có bán. Rất nhiều bạn hỏi bạn là để lại cho các bạn để các bạn về nuôi ấy, thì mình cũng không muốn bán. Bởi vì nó là dòng chim hoang dã. Với lại thứ hai nữa là mình bán cũng chả được bao nhiêu cả, thật sự. Bán đắt thì không ai mua, mà bán rẻ thì không đáng cái công mình chăm sóc. Thì thôi tốt nhất là mình muốn cho nó về với tự nhiên. Hai con này bây giờ này mình thả cái là nó đi luôn đấy các bạn ạ. Đây, à từ từ để cho các bạn xem nó lần cuối nhé. Mình dùng điện thoại mình quay cho các bạn nhìn dễ hơn. Rồi sau đó là chúng ta tạm biệt nó nhé. Mình biết là kể cả hôm nay mình có thả nó đi thì sau này nó cũng không trở về với mình đâu. Bởi vì mình cũng chả nuôi nó được ngày nào ấy. Thế nhưng mà mình vẫn đánh dấu cho nó bằng một cái dây thít ở chân này này. Mình buộc cũng khá lỏng để cho nó thoải mái ấy. Thì đây là bé chim chào mào đầu tiên mà mình sẽ thả nó đi nhá. Đấy, để cho nó đi này. À, đi rồi. Đấy, bay tốt mà. Nhưng mà nó không đi ngay các bạn ạ. Nó vẫn quanh quẩn ở đây. Kìa kìa, nó đỗ ở trên cây mít kìa. Rồi tiếp tục là cái con chào mào thứ hai. Cái con này là mình cũng đánh dấu chân nó rồi các bạn ạ. Mình vẫn bảo rồi đấy, là mình không nuôi nó được ngày nào, cho nên là việc hôm nay mình thả nó đi ấy, là chắc là nó sẽ không nhớ nhà, hoặc là nó cũng không nhớ mình để mà nó tìm về đâu. Chỉ đơn giản là mình muốn đánh dấu chân, ví dụ như là sau này ai có bẫy được ấy, thì cũng biết là chim mình tức là biết là chim có người nuôi ấy, thì nếu như mà tốt bụng thì người ta sẽ thả nó đi, còn nếu không thì người ta giữ lại nuôi thì cũng là đó là cái việc. Đấy, bây giờ mình sẽ thả tiếp con này đi này. Đó. Đi. Cái con này nó không bay ha. Đi. Nó khỏe mà. Cái con này nó thành ra nó lại nành hơn này. Mình cho ăn mấy hôm mà cứ thấy nó nhăn nhát nhưng hóa ra nó cũng nành này. Nó khỏe các bạn ạ. Đấy, nó khỏe, nó vẫn bay bình thường mà. Thả cho đi mà không đi à? Đi đi. Đi đi. Đi đi, đi mà tự kiếm ăn đi.
nó tự kiếm ăn được rồi. Mẹ nó nuôi, mẹ nó cũng dạy cách nó kiếm mồi, dạy cách nó ăn, rồi xong khi đó là mình cho ra ngoài ấy, thì mình cũng vẫn cứ đút cho nó ăn bằng sâu dế, rồi là nó cũng tự lấy cám nó ăn đấy. Nhưng mà nó không muốn đi các bạn ạ. Nhỉ, xem nào, nó có bệnh tật gì đâu, nó bay khỏe mà. Hay là để mình lấy cho nó con dế, mình lấy cho nó con dế nhá. Đây đấy, nó bay rồi, bay rồi, bay rồi. À, nó bay ra cái nèo của mình. Nó bay tốt mà, nó khỏe lắm. Ở đấy hay lấy cho con dế nhá. Lấy cho con dế hay lấy cho con sâu quy nhá. Cái con này nành. À, nó đi rồi, đi nó rồi. Con nó đi rồi các bạn ạ. Nó lại đỉnh đầu mình này. Chính là cái con chim mình thả đi này. Hai con thì lại quay về một con. Đây là cái con nành nành này. Lúc nãy nó vừa bay tắt ngang qua cái mít vào đây này. Để mình thử lấy cho nó con sâu xem nó ăn không nào. Mình có nuôi nó được ngày nào đâu. Độc bắt ở trong chuồng ra, rốt ở trong lồng rồi mình lấy cám cho nó ăn. Ấy thế mà giờ thả nó không đi này. Kêu ha ác phết đây. Để mình lấy cho nó cái cám. Cái sâu quy. Có con chim thả rông vui. Hắn đâu rồi? Hắn chạy đâu mất rồi? Đây. Hắn lại bay đi mất rồi. Bay đi mất rồi. Hỏi, bay đi mất rồi. Một con trà màu nữa nó lại quay trở về này. Đây một con này, ở trên đỉnh cây các bạn kìa. Đấy. Mình thả cả hai con đi thì cả hai con đều quanh về. Cái con này ở trên đỉnh cây trứng cá nhà mình. Còn một con nữa là ở dưới này này. Đây nó ở dưới này. Nó vẫn đứng ở trên dưới cái cây gì nhỉ? Cái cây xoài này này. Cái con này thì nó dạn hơn. Ấy cùng một đàn nhưng có con này rất lành, có con này rất nhát ấy. Kìa, nó vẫn đứng ở đây này. Nó chờ mình từ lẽn giờ này. Đây. Ngon, người đứng ở tận đây nhìn nó có bay đâu. Đấy, mà mặc dù không nuôi nó ngày nào. Thằng xéo, nó nghe giọng mình nó đã đứng lần nào ở đây để nó gần mình rồi đấy. Cứ nghe giọng mình ở bên ngoài cửa AV là nó đứng ở trên đỉnh cái cây khế này, nào nó gọi mình này. Mình cứ nói chuyện cái nó bắt đầu nó kêu đấy, lạ chứ nị. Hôm nọ mình đoán không sai là thằng mắt xéo mình vào đây là thấy nó mổ mình là nó đã sắp sửa sinh sản rồi. Thế là sáng nay mình vào mình cho ăn, mình ngó kỹ, mình phát hiện ra là nó đã bắt đầu đẻ rồi. Ghê không? Thật sự là nếu để nói mắt xéo này gà phải gọi nó bằng cụ. Lần này thì nó không đẻ bên dưới đất nữa mà lần này nó đẻ trên này này các bạn này. Đây là cái tổ mà ngày xưa mình làm cho con trào màu này. Và bây giờ nó đã đẻ. Đấy đấy, vừa nói nó đấy. Nó đã nhảy vào nó muốn đánh ấy. Này đánh đi cho chạy. Đấy, cho đánh cái nữa rồi chạy. Và thôi tốt nhất để ta túm mày. Con nó mổ vào tai đau lắm. Đây, nó đã đẻ được 3 trứng từ bao giờ này các bạn này. Đấy. Nó đẻ được 3 trứng từ bao giờ ấy. Sợ thật chứ nè. Đã bảo là không muốn cho nó đẻ nữa. Mình cố tình để cho nó nuôi con rồi. Xong cái đó con nó lớn mình thả về tự nhiên. Rồi sau đó mình thả nó ra để cho nó khỏi đẻ nữa. Thế mà nó lại tiếp tục nó đẻ. Ghê không? Nó đẻ được 3 trứng rồi đấy. 3 trứng thì là nó đẻ được 3 ngày rồi. Dòng mắt xéo nó đẻ nó cũng không có cách nhật đâu. Cho nên là ghê thật đấy chứ nị. Công nhận là nó đẻ như gà thật. Xéo. Kìa, kia là đàn con của nó này. Đàn con đứa trước này, đã lớn như này rồi này. Đấy. Còn đây là anh chị của nó. À đâu, cùng đàn nó ngày xưa. Ở đây nhá, có ra ngoài không? Đi nào, ra ngoài chơi lốt. Xéo, đi. Cái con này thả ra ngoài nó cũng chơi như gà mà. Đây. Đây, ở đây chơi. Đấy, đứng ở đấy. Thế dào rồi, chả ngại ngần gì cả. Đứng không? Chạy ra. Đấy. Đấy. Lại ra đấy chó nó đuổi bây giờ này. Xéo. Xéo. Đi dò rậm vừa đi vừa sợ. Sợ cái gì đấy hả? Xéo, đi vào chuồng đi, trêu thế thôi nhé. Không có thời gian chơi cùng đâu mà thả được. Đi. Đi. Nhanh. Vào chuồng. Đây, chuồng em đây. Nào, vào chuồng. Vào. Đi. Vào chuồng lên cái ghế. Đi. Xuống. Xuống.
Thế đấy, lên cái khế này này. Đấy, đứng ở trên đây mà chơi. Đứng yên vào đây.